Mời nhà trai. Mời đi nhà trai. Rồi, xin mời nhà gái. Anh trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Hoàng Linh. Em xin chào chị Hồng Vân ạ. Ờ, chào em. À, anh xin chào cô gái xinh xinh bên kia nha. Thì em tên là Phi Vũ. Phi Vũ. Dạ, năm nay em 39 tuổi. Nghề nghiệp của em thì em làm tới 3 ngày á, IT, thẩm mỹ và kinh doanh bất động sản. Rồi, dạ. Dạ. Cho nên em sẽ không bao giờ sợ đói. Em nhưng mà em gái về anh á, anh bảo đảm em no. Ở đâu? Dạ em Sài Gòn à. Quận mấy? Dạ em quận 6 à. Tức là sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, luôn. Sinh ra. Rồi, mình giới thiệu đi. Là em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào anh gì ở bên đó? Anh Vũ, Vũ em ơi. Dạ, em chào anh Vũ. Em tên là Đinh Thị Thảo. Năm nay em 28 tuổi. Em đang làm giáo viên và em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê em là ở Lâm Đồng ạ. Em làm việc ở quận 4. Từ gần quận 6 không Linh? Gần. Dạ, cách 2 nút chị. Rồi Vũ cho bên kia biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Ưu điểm của em là có ưu điểm là 40, à không cờ bạc, không rượu chè, không hút thuốc, không gây gú. Khuyết điểm em thì có 3 thứ: mê ăn, mê ngủ và em dở trong em dễ siêu lòng. Nói chung mà mê ăn là do tại em cực kỳ em thích ăn, còn mê ngủ là do em mà tiếp người khó ngủ cho nên em muốn được ngủ. Cái siêu lòng là tại vì khi em thấy mà một cô gái mà khóc trước mặt em á là em siêu lòng cỡ nào. Vô bây giờ vô hồi xưa em có người yêu cũ em vậy, hai đứa gây với nhau gây cũng gây dữ lắm, không biết ai đúng ai sai. Nhưng khi em thấy cô gái đó chỉ cần rơi nước mắt thôi em thua hoàn toàn, quên hết ha. Dạ đúng rồi em. Thôi mình nói về ưu khuyết của mình đi cưng. Về ưu điểm thì em cảm thấy em là một người sống rất là tình cảm, thích quan tâm đến mọi người và lắng nghe chia sẻ những cái câu chuyện của mọi người. Em thì rất là thích trẻ nhỏ. Em thì cảm thấy em là một người có trách nhiệm trong công việc và trong cuộc sống. Khi mà em đã nhận một cái gì đó thì em cảm thấy là mình rất có trách nhiệm với cái công việc đó. Nhưng ngược lại thì em là một người mít ướt, có nghĩa là cứ đụng chuyện một chút xíu là khóc. Là khóc thôi, mặt bên kia cũng dễ khóc. Nghe là mệt rồi đó. Do tính chất là ở nhà từ nhỏ thì cũng có mẹ nên là nấu ăn cũng không có được tốt đâu. Em thấy rồi. Dạ. Cho anh hỏi luôn là em nấu ăn được đúng không? Được, sao được là em ăn được các anh. Còn người khác thì em chưa biết nữa anh ơi. Không sao, tại vì anh mê ăn lắm cho nên anh nấu anh dễ ăn lắm. Không, nhưng mà anh cho em hỏi là anh có nấu ăn được không anh? Anh hả? Anh nấu ăn được mà như mình anh ăn nè. Mà dạ. em có thích nấu ăn không? Em cũng không thích cho lắm anh ơi. Em thích được người ta nấu cho ăn hơn. Rồi chết rồi, bây giờ về hai đứa ra ngoài ăn nữa trời. Chắc anh tiệm sốt con rồi chị ơi. Tại vì thì anh nói em mà anh thích thì anh cực kỳ anh thích một cô gái nấu ăn. Tại vì em cái tiếp của em mà vô em đi làm một tuần không cần nhiều. Chứ một tuần 7 ngày đi thì có thể gặp 3 ngày thì 2 ngày đi ra ngoài ăn. Nhưng phải có một ngày có một cái bữa ăn vui cô ra nấu em ăn, em qua em phụ. Dạ. Hai vợ chồng nấu nướng. Dạ, tự ăn tự cũng enjoy thưởng thức bữa cơm gia đình. Em có thể em rửa chén cô ra nấu em rửa chén. Mà. Dạ đúng rồi đó. Lúc về tụi em điêu lại được mà. Dạ. Cái chuyện đó học nấu ăn bây giờ trên mạng công thức đầy, không cần dạ. Ai không cần ai chỉ. Dạ. Không sao, có gì mẹ đi, mẹ nấu ăn ngon lắm. Giờ chị hỏi nè, em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em thì có 5 mối tình nè. Mới có 5 thôi hả? Dạ 5 thôi. Lâu nhất là bao lâu? Bao dạ 5 năm. 5 năm mà chia tay hả? Thật sự hai đứa em cực kỳ yêu nhau. Mà chung mà do gia đình hai bên không hòa hợp về cái đạo. Em thì em bên đạo Thiên Chúa giáo. Cô ta thì gia đình cô ta không chấp nhận cái vô đạo. Ok rồi. Rồi mình hỏi okay. Bên kia đi. Đạo gì? Mình là đạo gì cơ? Dạ em đạo Thiên Chúa. Chúc mừng. Thôi chúc mừng hai bạn nha. Cái gu bạn gái của em là như thế nào? Trước tiên là tính hiền, hiền nhưng phải cá tính nha. Với đừng có hiền bánh bèo. Không cần phải xinh, không cần phải đẹp. Có một cái điểm ấn tượng nào đó, ấn tượng okay. Như là có cái mũi cao cao nhỏ nhỏ và có bờ môi quyến rũ, hay có vòng một hấp dẫn và vòng ba lôi cuốn gì đó, nó có một cái điểm gì đó, hay là tóc dài hiền gì đó, một cái điểm ấn tượng. Nhưng em nghe cô giáo em cũng thích á. Mà em là cô giáo dạy cấp mấy em? Em dạy cấp 1 nhưng mà hiện tại thì em đã nghỉ công việc ở trường rồi, tại vì em muốn ra ngoài làm nhiều hơn. Em là dạy về vận động mà, đúng không? Cho bé bé nhỏ. Vận động. Em dạy thẩm mỹ đúng không? Dạ. Dạy thẩm mỹ là dạy về gì? Em dạy về phun thiêu. Bên đây cũng thầy, bên kia cũng cô ha. Bên kia có mấy mối tình gái? Ô chào em gái xinh đẹp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh. Có cái điểm ấn tượng không? Có nhiều à. Nhiều cái ấn tượng luôn á, chứ không phải là một đâu. Em gái thích người mẫu người đàn ông như thế nào? Tại vì em về thể thao á, nên là em cũng thích bạn đó là cao một chút xíu, dáng cũng mập mập chút xíu, không sao, cao khoảng từ 1m7 trở lên được. Em thì không cần cơ bắp quá, tại cơ bắp quá thì nhìn hơi ghê, săn chắc. Em rất là thích nam mà biết nấu ăn á, tại vì có thể là cùng em nấu thì anh biết nấu mà, ăn được hay không thôi. Hai người cùng nấu ăn, tại vì em thích như vậy lắm. Với lại em thấy nam thường thường nấu ăn rất là ngon. Ở nhà lâu lâu bố em nấu
cũng ngon, với lại nó vui, nó lạ lắm. Thôi cùng vậy, có gì về cho anh gặp bố em đi. Bố em chỉ cho anh với anh nấu dở. Bé trải qua mấy mối tình rồi bé? Chính thức thì em chưa trải qua mối tình nào. Chỉ mém mém thôi. Tính chất công việc của em á, từ hồi mà em đi học, thời gian còn lại em thành đi làm thêm. Khi mà em ra trường thì em đi làm, thì môi trường tiếp xúc của em chủ yếu là mấy bé nhỏ. Em gái đi với ai? Dạ, hôm nay em đi cùng với bố mẹ và đồng nghiệp. À, có bố mẹ nữa, được rồi. Xin chào, kính chào MC Quyền Ninh. Kính chào MC Hồng Vân. Chào bạn trai. Dạ. Xin kính dạ, chào toàn thể quý vị có mặt trong trường quay hôm nay. Tôi là bố của cháu Thảo, đến từ thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng. Đối với cháu Thảo thì ở nhà là cháu ngoan hiền, vâng lời bố mẹ, sống vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Yếu điểm đấy là tính nhút nhát trước đám đông. Còn nhận xét về cháu trai bên này thì bác thấy là cháu về ngoại hình cũng được. Bác thích là cháu nói là cái 40, các con là cho nhau cơ hội để rồi tìm hiểu. Nếu như tìm hiểu chín mùi là báo với hai bên gia đình, các bác là sẽ tác hợp cho các con. Xin hết. Rồi, em đi lên cho em bạn. Em đi với ai? Dạ, em đi với người bạn thân của em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào Quyền Linh. Chào em. Này anh chị đẹp quá. Cảm ơn. Em là bạn thân của Vũ. Bạn gái bên đây là rất là ok. Bạn em thì nó tánh xấu nó nhiều lắm. Nếu kể ra chắc chương trình dài lắm. Đó. Nó nói vậy, nói là toàn là cái tốt không à, còn cái xấu nó em biết. Nhưng mà em gái yên tâm, anh thấy em với bạn anh á, có thể là hai đứa có thể tiến tới xa, nhưng mà quan trọng á là mình phải làm dâu đó nha. Thằng này nó là con một, nó rất có hiếu với mẹ đó. Tại vì những mối tình trước đó cũng vấn đề không có hợp với mẹ, nó mới không đến được. Còn ba? Ba mất rồi. Mất lâu. Cô bé này thì thấy rất là xinh đẹp mà đúng với cái sở thích của thằng bạn luôn. Nghe bạn thân nói chưa, thiệt tình chưa, xấu nói xấu, tốt nói tốt. Rồi, cảm ơn em trai. Bây giờ hai người gặp nhau đi để mình tính tiếp. Mở rào. Bắt đầu đi Vũ. Anh chào em. Chào anh. Cho anh gửi món quà. Cái cái đắt tay giống anh nè. Chủi quà. Đeo luôn Vũ. Chủi màu hồng. À. Dạ rồi, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà gửi tặng anh. Em thấy anh như thế nào? Cảm nhận em thấy anh như thế nào? À, cảm nhận tại vì nói chung là mới nhìn thì chắc là cũng 70% là ngoại hình bên ngoài thì là cũng được rồi. Bên trong thì nói chung bên trong thì mình phải có một khoảng thời gian dài mới được. Dạ. Em thì có một cái sở thích á, rất là thích đi, có nghĩa là ước mơ của em là trước 30 tuổi em thích là sẽ đi phượt từ đây đi ra ngoài Bắc á. Mà em có thích đi mô tô không? Tại anh thì đam mê anh là mô tô. Ừ, anh đi phượt nhiều lắm. Hồi xưa mà lúc ba anh còn sống á, anh đi phượt rất nhiều. Từ khi ba anh mất rồi thì anh ở với mẹ, anh không đi, chỉ dịp Tết anh mới đi thôi. Dạ, nói chung em cũng thích đi bằng xe máy á anh. À, dạ, ok. Dạ. Với lại á, nhà em nếu như mà khoảng cách nó hơi xa, có nghĩa là ở Lâm Đồng với thành phố á, thì không biết là nếu như mà em nói ví dụ đi, ví dụ mà có hợp nhau, có tiến tới mà xa hơn được á, thì Tết anh có sắp xếp đi về ở dưới nhà em được không? Đúng anh thì chung mà anh với mẹ Tết năm nào cũng hay du lịch. Mà thường cái du lịch nhất là đi Đà Lạt. Mẹ cực kỳ thích đi Đà Lạt thì ok, nhưng mà một năm mà vô tư. Hồi nãy em nghe nói là anh có dạy cái gì ta? Dạy về thẩm mỹ á. Hồi xưa thì anh làm bên IT. Anh tốt nghiệp bên trường sư phạm kỹ thuật á. Thì mỗi năm làm một thời gian xong anh có bén duyên nghề thẩm mỹ. Anh mới làm. Anh làm cũng được 7 năm. Cái năm xong bây giờ hiện tại anh đi dạy học. Anh đào tạo cho học viên, cho mấy ai mà muốn mở tiệm á, anh dạy lại. Thì đó, nói chung mà cái nghề đó thì chung anh nói trước nha, cái nghề đó thì anh tiếp xúc với con gái cũng hơi nhiều. À dạ. Tại vì đa số học viên là nữ không à. À thì đó, em với em có ghen hay không? Cũng có đó anh. Nhưng mà nói chung là mình trao đổi rõ ràng thôi. Tính chất công việc mà cũng đâu có ai muốn đâu. Có nghĩa là nếu như mình không có gì thì mình không cần phải mập mờ hay là gì đó. Thì anh nói nghe, em có ghen vui không vậy? Nhưng mà học viên nó rủ anh đi ăn. Thì nhưng mà anh thì lịch sự, thì một người thầy giáo đi ăn với học viên đúng không? Thì xong giờ anh sẽ báo em. Dạ rồi. Đó, anh báo em thì em có, nhưng mà em có buồn hay em có bức xúc cái gì đó không? Em trả lời câu đó đi, tại sự anh cũng muốn hỏi kỹ với em những cái đó. Có thì mình nói có. À, tôi không thì mình nói không. Có hay không thì mình. Cái này chắc phải để thời gian trả lời đi anh. Tại vì nếu như bây giờ trong trường hợp này em chưa hiểu gì anh hết, em không biết anh như thế nào thì em không thể trả lời được. Sau một thời gian tìm hiểu em cảm thấy anh là người đáng tin tưởng thì anh làm gì em sẽ chấp nhận. Nên tại sự đó cho anh ấy, trong tình yêu á, trước tiên là phải tin nhau. Tin trước đi. Đó là cái điều kiện đầu tiên để tạo cho hai đứa gắn bó hơn. Thì anh muốn một cô gái vậy đó. Ừ, tin anh. Giờ một cô gái ghen quá thì anh thua. À. Tại vì cái nghề của anh là như vậy. Ghen phải ghen đúng, à biết rõ là anh đi cô đó vì cô đó thích anh,
thấy anh thích, ok ghen. Thì hồi nãy em nói rồi anh, có nghĩa là mình phải tìm hiểu mình phải như thế nào. Ví dụ như là em hiểu anh, em biết công việc của anh như thế nào rồi, thì anh đi thì em đâu phải buồn nữa. Còn quan trọng trong cái thời điểm mà anh, có nghĩa là cái thời gian tìm hiểu á, mà không phải cái thời gian tìm hiểu mà cái sao ta, cái lòng tin á, lòng tin anh tạo dựng cho em như thế nào á, thì nó mới, chứ nếu như mà em mà tin anh 100% thì người ta lại nói em là mù quáng quá. Đúng không? Không, vậy thì tính là như nào, khi anh yêu anh hoàn toàn tin 100%, nhưng khi anh phát hiện ra là cắt tính như vậy, anh không bao giờ anh cầm một cái điện thoại mắc phone anh kiểm tra, ô em nhắn tin này, em nhắn tin này, anh tin hoàn toàn, anh không bao giờ kiểm tra, nhưng đừng để phát hiện. Cảm nhận của em về chàng trai này như thế nào? Em thấy anh này cũng dễ thương. Nói chung là suy nghĩ của anh ấy cũng có nhiều cái nó cũng giống với em. Và chắc có thể là anh ấy lớn tuổi hơn em, nên có em thấy là cái kinh nghiệm với cái vốn sống của anh ấy thì chắc là nó nhiều hơn em á. À đúng rồi, tại em với anh cách nhau cũng tuổi, nó cũng gần 10 tuổi đó. Suy nghĩ của em nhiều hồi nó trẻ con quá thì không biết là anh có chịu được không. Rồi. Còn em, cảm nhận về cô gái này dạ, như thế nào? Thì cô gái này chung mà cô chú xinh, cô gái này em ấy quá ok. Quá xinh, ở trong mà em cực kỳ xinh, dễ thương, có nụ cười rất là đẹp. Em thích cái nụ cười của em, thật sự. Đó là một cái điểm nhấn. Mỗi bên sẽ có một phút để thể hiện cái tài năng của mình. Rồi bước tới. Anh làm trước nha. Dạ, anh làm trước đi anh. Nói chung mà làm cho không khí vui vẻ chút nãy đúng giờ. Đúng rồi, chính xác. Nó căng quá, nãy giờ nó căng quá. Ừ, em hỏi quá căng quá. Dạ, căng quá. Thì đây là một bộ bài 52 lá. Tết mình chơi xì dách đó, cào nhiều lắm. À, anh quên kiểm tra em đi, có gì khác không? Em mời bạn gái đi. Thôi anh là anh đàn anh coi chữ đi. Không có gì lạ hả? Không, anh kiểm tra nè. Rồi, không có gì lạ rồi. Bạn bạn gái kiểm tra. Ôi. Không, thấy có gì lạ không? Không có gì lạ hết không? Dạ, bài của bài bình thường đúng không? Dạ. Thì bây giờ em lấy là sao lá đầu tiên đi. Để nguyên bộ bài thì lâu quá, mất thời gian lắm. Nên là lấy là sao lá. Thì cái lá có lá ách cơ. Đúng không? Lá ách cơ là hình gì? Là hình trái tim. Đúng, hình trái tim. Thì chúng mình cho như là trái tim của em đi. À, ok. À, có gì biết. Rồi, em ghi số điện thoại của em vô đây. Dạ, rồi, ok. À, bây giờ em xào. Sao lá em xào đi. Thủ thuật á. Dạ, anh gửi dạ, ok. Anh, ông bà lại nha. Là trái tim nào? Rồi, anh giữ nha. Trái tim của em thuộc về anh nữa. Đó. Giờ xin lỗi. Ông lấy luôn số điện thoại đó, dễ sợ quá Vũ ơi. Cái chiêu này là Vũ lấy số điện thoại được nhiều người lắm nè, đúng không? Thôi, chương trình còn có thời gian không cho em đọc con bé khiêu vũ cái. Được. Thế em chung làm tới sáng anh đi. Thì là cái khiêu vũ này thì nói chung là con xin gửi đến ba con. Ba con mất cũng được 12 năm. Thì con rất là thương ba con. Nhưng ba và con không hợp nhau. Trên nhỏ thì con đi làm, con không ở chung với gia đình. Rồi xong khi mà ba con bệnh thì con mới về. Lúc đó hai cha con mới hiểu nhau. Trên con cực kỳ thương ba con. Và cái người mà dạy khiêu vũ cho con là ba con. Trời, anh mời em. Em đâu có biết nhảy đâu anh ơi. Anh chị dạy, anh chị dạy. Em chậm nhảy cái này. Rồi, anh lại đây. Rồi, lại bên tay anh. Dạ rồi. Rồi, đúng rồi, thẳng à. Đứng thẳng. Dạ rồi. Rồi, bây giờ anh bước lui thì em bước tới. Anh bước tới thì em bước lui. Đúng rồi. Anh kéo xuống em bước lên, chậm hai chân lại. Đó, ok ha. Nào, 1 2 3 4. Nhịp thứ 4 là nhịp hai chân mình chậm lại. Cho nên anh sẽ đếm là 1 2 3 chậm. Dạ. Rồi. Thì bây giờ bước tới ha. Bây giờ cái bước nãy là bước khởi đầu. Thì mình khởi đầu nè, khởi đầu kéo xuống lên. Đúng rồi, kéo xuống. Đứng lại rồi bắt đầu đi nè ha. Rung 3 4 nhịp nè. 1. Rồi. Đúng rồi, 2. Lùi luôn, đúng rồi, 3, lùi luôn, đúng rồi, 3, 4, chậm lại, 4 chậm lại, 4 chậm lại, hiểu chưa? Rồi, lại nha, lại. Bạn gái của mình thì một chút tài lẻ của mình đi nào. Một bài hát nào đó. Em xin gửi anh bài Cần anh minh họa không? Dạ, anh minh họa cũng được anh, cho em mất luôn. Rồi, cho em hát nha. Cầu vồng tan, sau mưa mình em đứng chờ. Vì gió mang anh về nơi chốn nào. Trong khoảnh khắc cô dâu dù lòng vẫn mong mưa thật lâu. Mưa cô xa cho quên ngày sau. Trở lại đây nhìn nhau chỉ để vỡ òa. Ngày đó còn nhau trong nỗi đau này. Giờ hai lối nước mắt em hòa mưa lớn. Ướt đẫm trong ngàn thương nhớ. Bao lâu thì em sẽ quên. Dạ rồi, sao rồi. Hết thời gian rồi các bạn. Hãy tập trung hết sức mình, kiểm tra lại và đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Em trai không bấm. Nhưng mà anh xin lỗi em nha. Dạ, nhưng mà sao anh? Anh muốn em là một người bạn của anh.
Dạ rồi, ok. Mình có thể uống cà phê chơi vui thôi. Anh có một cái khúc mắc nãy là tại vì khi anh yêu, anh muốn cô gái đó tin tình. Cho nãy anh hỏi rất là kỹ. Tại hồi xưa anh cũng bị một vấn đề đó. Anh muốn làm sao? Tin anh hoàn toàn. Thôi thì chúng tôi tôn trọng cái sự rung động của các bạn. Chắc chắn rằng các bạn sẽ tìm được nửa manh gác của mình thôi. Bây giờ thông qua chương trình nha. Em không có để ý lắm đến lời người khác nói thì. Đó thì mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm. Lúc đó là do em nhát quá. Trời ơi, em không nói. 7 năm luôn. Dạ. Còn ba mối tình kia thì em có nói nhưng mà tự như là xin lỗi chỉ là bạn bè thôi. À, xin mời nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Nhà gái giới thiệu về mình đi. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh ạ. Chào chị em. Hồng Vân. Chào. Dạ, và chào tất cả mọi người ở đây. Em tên là Trương Yến Phương, em 32 tuổi, hiện tại công việc của em là một bác sĩ thú y tại Sài Gòn. Quê em thì ở Cà Mau. Quận mấy em ở quận mấy? Dạ em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp gần nhà chị chút xíu, cho chị xin số điện thoại nha. Rồi. Nhà chị hai con khỉ, bốn con chó. Chị phải gặp em mới được. Dạ, sẽ có ưu đãi đặc biệt chị. Mời em trai. Rồi đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quyền Linh. Xin chào bạn nữ dễ thương bên kia và tất cả các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Khánh Linh. Em năm nay là 32 tuổi và em đang làm designer, thiết kế đồ họa. À, em Khánh Linh hả? Dạ vâng. Tên men quá ta. Tại ngày xưa mẹ em cầu con gái mà đẻ ra con trai rồi. Giới thiệu với em, anh là Huyền Linh. Dạ. Khánh một người Linh là Huyền Linh, Linh. Dạ. Một người là Khánh Linh. Hai chị em. Dạ. Gì hai chị em? Thì chứ gì nữa, thí dân thí kiều đó. Thì này là Khánh Linh, Quyền Linh. Tên rất là đẹp nữ. Dạ, sao? Men thôi em hả? Dạ đúng rồi. Mình nói về ưu điểm, khuyết điểm của mình đi cưng. Dạ, ưu điểm của em á, thì theo nhiều người nhận xét á, em là một người hiền. Nhưng mà em cảm thấy em không có hiền, chỉ là em nhường nhịn thôi. Còn những chuyện mà cần thiết thì em thể hiện cho mình. Khuyết điểm lớn nhất của em thì em cảm thấy là em có sự hời hợt, cũng lười suy nghĩ, lười ghi nhớ một xíu. Thường em rất là nhanh quên và em không có để ý lắm đến lời người khác nói thì. Linh ơi, Khánh Linh ơi. Dạ em đây. Em nói về ưu khuyết điểm của em đi nào. Dạ về ưu điểm của em thì em không tứ đổ tường, biết nấu ăn, biết chụp hình. Và đặc biệt là em thích quan tâm và chăm sóc cho người yêu. Hay quá. Em có thích thú vật không? Dạ trước nhà em nuôi mèo, một mèo, nhưng mà do mẹ em bị hô hấp cho nên em mới phải chuyển nhượng qua cho bạn em 4 tuần rồi. Em có tật xấu gì không? Dạ khuyết điểm của em thì em kiểu như là hơi nóng tính và bộc trực một xíu. Nhưng mà hiện tại thì em đang cố sửa bằng cách em đang đi học thiền. Ừ, học thiền tốt rồi. Mình có mấy mối tình rồi Khánh Linh? Em thì có 4 mối tình đơn phương và 2 mối tình chính thức. Sao ông đơn phương nhiều người vậy trời? Dạ. Hai mối tình chính thức, mối tình dài nhất là bao lâu? Là 6 tháng. 6 tháng trời ơi, dài dữ vậy. Dạ. Rồi mối tình kia là mấy tháng? Là dạ, cũng 4-5 tháng. Trời ơi, sao nó quen 5-6 tháng không vậy trời? Chào em. Dạ. Sao tự dưng đơn phương tới 4 người dữ vậy? Dạ thì mối tình đầu tiên thì em đơn phương 7 năm. Lúc đó là do em nhát quá. Trời ơi, em không nói. 7 năm luôn. Dạ. Còn ba mối tình kia thì em có nói nhưng mà tự như là xin lỗi chỉ là bạn bè thôi. Đường tình trắc trở ha. Trắc trở vậy. Đường tình gió cuốn. Ừ. Rồi nhưng mà hai cái người trực diện đó thì lý do gì mà có mấy tháng? Mối tình đầu tiên của em thì lúc đó em quen năm 29 tuổi. Bạn đó thì lúc đó cũng còn khá trẻ, 21 tuổi thôi. Đó mới là mối tình đầu tiên của em thì lúc đó giống như kiểu như là tấm chiếu chưa từng trải gì. Thì chưa từng trải đời cho nên em chưa có nhiều kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm. Thì nên có nhiều cái khúc mắc cho nên rồi thôi là nghĩ dạ. Con chia tay. Còn bạn thứ hai thì do là em yêu xa. Yêu xa. Dạ vâng. Bây giờ cảm thấy mình đã đủ kinh nghiệm để yêu chưa nè? Nói là đủ kinh nghiệm thì không nghe giống khẳng định quá nhưng em ra là chắc chưa đủ đâu. Nghĩa là em đang cố gắng em sửa hết những cái lỗi mà ngày xưa em đã rồi gặp. Phương có mấy mối tình rồi? Dạ chính thức em có 2 mối tình ạ. Mối tình lâu nhất của em thì được 4 năm. Về định hướng cuộc sống với công việc không phù hợp cho nên là chia tay. Mối tình mới gần đây nhất thì là chia tay được bao lâu rồi cơ? Dạ gần 1 năm mà. Bạn Khánh Linh bên đây á, cái tên thì rất là mềm mại nhưng mà nhìn thì rất là đàn ông, giống như là bạn Huyền Linh vậy. Huyền nha mọi người chứ không phải Huyền đâu nha. Linh hả? Khánh Linh nè. Dạ. Về Khánh Linh tưởng tượng coi bên đây sao. Em nghĩ bạn khá là hiền. Rồi sao nữa về ngoại hình? Mẫu hình lý tưởng đó thì chỉ cần bạn trắng và dễ nhìn xíu được rồi, biết cách đối nhân xử thế là được, biết trước biết sau với mọi người là được chứ không cần gì khác. 1m4 được không?
cũng được, nếu mà hợp nhau thì vẫn được. Được luôn đúng không? Dạ, đúng. Rồi, xin mở mối. Qua tôi coi nhà gái coi. Dạ, em chào anh ạ. À, chào em gái. À, có đồng điếu nữa ha. Dạ, cưng ông đó. Tôi tức ông ghê á. Ông phải để cho bên thấy đẹp ta hồi hộp, ta bể tim ra. Em gái có thể diễn tả được cái hình tượng của người yêu lý tưởng của em hay không? Dạ, về người yêu lý tưởng thì em chỉ cần là anh ấy dễ nhìn là được, cơ thể khỏe mạnh. Còn về tính cách thì em mong muốn là một người trưởng thành, nhưng suy nghĩ chín chắn nhưng mà cởi mở. Cơ thể khỏe mạnh chứ nhìn mà yếu không được đúng không? Dạ. Tại vì nghe tên Khánh Linh nó mất hồn á, giờ phải nói liền. Không, anh này dễ nhìn lắm. Nước da anh ngâm ngâm chút xíu nhưng mà nhìn cũng có duyên. Dạ. Em không thích đàn ông điều gì? Dạ, em không thích nhất là đàn ông mà hay tính những chuyện lặt vặt á anh. Sao bữa nay em lên đây vậy? Em dạ. Tham gia chương trình này tại em xinh xắn quá mà. Dạ, tại vì em cũng có một người bạn đã từng tham gia chương trình này rồi. Và hai bạn ấy chuẩn bị cưới nhau, cho nên đó là động lực để em lên đây. À đó sắp cưới nhau bạn kìa. Bạn cưới nhau hả? Tập mấy vậy? Bạn ấy là... Tên là gì? Tên Đào anh, Đào Hoa. Hoa Đào. Cũng tập gần đây. 582 Hoa với Đào đúng không? Dạ. Để chuẩn bị cưới nhau rồi hả? Dạ. Rồi chúc mừng. Anh nghe cưới là anh mừng rồi đó. Hy vọng rằng em cũng sẽ nối gót theo bạn em nha. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân bên đi. Hai họ cái đi. Em trai đi với ai vậy? Dạ em đi với em gái họ em. Em gái họ hả? Dạ. Rồi cho gặp em gái họ. Trời, em gái họ đẹp quá. Gái quá vậy. Có người yêu chưa? Dạ em có rồi ạ. À có rồi. Dạ em xin chào hai MC của chương trình và quý khán giả đang có mặt tại trường quay. Nói về anh Linh thì anh Linh chỉ có cái khuyết điểm là hơi nóng tính và bạo thủ một chút. Nhưng mà khi mà được người khác nói và tiếp ý kiến thì anh biết tiếp thu và thay đổi được. Còn lại là một người rất là tốt bụng. Em thấy chị gái này thì rất là xinh. Và về cái cách nói chuyện thì em nghĩ là sẽ có thể cải thiện được một số cái tính xấu của anh Linh. Rồi, rồi, cảm ơn em. Em đi với ai? Dạ, em đi với bản thân em và một bé em ạ. Bạn thân và một người em hả? Dạ. Rồi. Dạ con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân ạ. Và xin chào toàn thể quý khán giả ở đài truyền hình và các bạn đang xem đài ạ. Dạ em chào anh ạ. Anh ơi, cho em hỏi là anh quê quán ở đâu anh? Anh là quê ở Bắc Ninh, đồng hương với chị Hồng Vân đấy. À Bắc Ninh à? Dạ vâng. Ôi, dài Bắc Ninh thì hơi bị giỏi đấy. Ừ. Dạ. Trời ơi. Lâu lâu tôi mới có được người đồng hương chứ còn ông Linh là thường xuyên luôn. Đồng hương với ông Linh nhiều lắm. Bắc Ninh giờ chị mới gặp được đó. Dạ. Rồi, sao nữa nè? Anh em hỏi ơi, gì nữa em nè? Em hỏi hiện tại anh đang ở thành phố không anh? Anh vào trong Sài Gòn từ năm 99 rồi. Nhà anh đang Gò Vấp. Gò Vấp luôn. Cũng sát bên chị em. Dạ. Vậy em cũng vui, cũng mừng giùm chị. Dạ, anh ơi cho em hỏi thêm là chị em làm nghề thú y đó. Thì mẹ của anh cũng đang bị bệnh như vậy. Anh có chịu cái nghề của chị em không? Thì đâu có làm tại nhà đâu. Đâu có nhưng làm tại mà... nhà đâu. Lỡ như chị đó muốn mở tại nhà thì sao anh? Anh nghĩ là có sẽ có giải pháp để mà không có làm ảnh hưởng đến hô hấp của mẹ anh. Dạ, anh chị Phương ơi, em thấy anh này cũng được đó chị. Dạ, em thấy là hai người nên tạo cơ hội cho mình trước đi rồi mình về mình tìm hiểu sau. Dạ rồi, em xin hết. Rồi, trời, em mà gái. Lo nói chuyện rất là chín chắn nha. Ờ. Rất là nhiều hơn nha. Thôi mở rào đi ông ơi, tôi nôn mở lắm rồi. Rào. Chà. Đầu tiên anh có món quà tặng em. Dạ. Em cũng có một món quà để tặng anh. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Em khá là dễ thương và có giọng nói rất là dễ nghe. Dạ em cảm ơn. Anh cho em hỏi là anh đã sống ở Sài Gòn này mà đúng không ạ? Anh vào đây từ năm 99 rồi. À. 21 năm. Nhà anh chỉ có hai mẹ con thôi. Còn cái là khi nếu mà vợ tương lai của anh sau này thì có một điều là chắc chắn là sẽ sống với mẹ anh luôn. Bởi vì nhà anh có hai mẹ con thôi nên là anh không thể nào mà sống ở riêng được. Chỉ có hai mẹ con, ba anh thì như thế nào ạ? Nhà anh, ba mẹ anh chia tay từ lúc anh còn nhỏ rồi. Vậy thì phải làm dâu đó, em gái nghĩ sao? Vấn đề này thì em cũng chấp nhận được ạ. Yên tâm, mẹ anh thích con gái. Dạ. Nhìn cái tên của anh là biết rồi. Mẹ thích con mẹ gái. Mẹ anh từng nói là có dâu sẽ cưng hơn là anh. Rồi, quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi đứa thế nào nói cho nhau nghe đi. Theo em thì trong quan hệ hôn nhân gia đình á, thì hai người cần phải có bốn điều sau, đó là đầu tiên là chung thủy, thứ hai là sự cảm thông, và thứ ba là sự tôn trọng và cuối cùng là trách nhiệm. Còn đối với em á, thì cuộc sống em cần sự thoải mái, vui vẻ và mọi vấn đề thì mình nên nói trước với nhau để nếu như có vấn đề gì mình sẽ giải quyết từ đầu, nó không có dồn nén sau này khó giải quyết. Cho nên tiêu chí đầu tiên của em là phải vui vẻ và thoải mái. Bạn gái nội trợ không có tốt đó. Em có
Em hỗ trợ không? Em được cả là em biết nấu ăn từ năm 7 tuổi rồi, 25 năm kinh nghiệm. Và em cũng hay nấu ăn cho bạn bè, người thân ăn. Vậy là tốt rồi. Em không có quan trọng việc là ai sẽ là người nấu. Chỉ quan trọng là mình có làm cùng nhau hay không. Cả hai cùng đứng dậy nào, cho ta tiến tới. À đấy, có thể nắm tay nhau để trao nhau cảm xúc. Hãy nhìn vào nhau, trao nhau một câu chuyện nào đó hay một bài hát nào đó. Em xin hát một đoạn của bài Tâm sự tuổi 30. Mà em hơn 30 tuổi rồi. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời. Khoan khoan cho em nghe lại nhé. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Trả lời cho quà. Thôi được rồi. Bây giờ mình cứ nhìn thẳng vào mắt nhau và mình nói tất cả những cái gì mà nó đang xuất phát từ trái tim của mình được rồi. Hôm nay là chúng mình tới đây là gặp nhau là có duyên rồi. Thì hy vọng sau này mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu và nếu được thì có thể đến xa hơn. À, nói chung á thì em lên đây thì cũng là muốn tìm hiểu một ai đó để đi đến hôn nhân. Rồi, về ghế ngồi đi các bạn. Để tay vào nút bấm. Hãy sống trong cảm xúc từ nãy giờ để xem một nửa mảnh ghép của mình có phải là ở đây không. Nếu đúng, chúng ta bấm ngay nút đó. Nếu không, không cần bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Em bấm luôn. Dạ. Ngược lại với cặp đôi ban đầu, lý do tại sao em gái không bấm? Dạ, tại vì em nhìn bạn có vẻ là trẻ quá. Mà trong suy nghĩ của em thì em tưởng tượng là bạn ấy của em sẽ trưởng thành hơn một tí hả? À, em muốn một người trưởng thành hơn như thế. Dạ. Thực sự bạn này cũng trưởng thành rồi đó chứ. À, anh nghĩ rằng là bạn rất là vững vàng luôn đấy. Thôi, đó là cảm xúc của em. Và khi con tim chưa rung động thì chúng ta cũng không cần bấm. Điều này chúng tôi rất là tôn trọng và trân trọng điều đó. Dạ. Một chút gì đó rất nuối tiếc. Nhưng không sao. Rồi đây, hạnh phúc và tình yêu sẽ đến với các bạn nha. Chào bà con hai họ. Tao không bị quê nha. Mày dỗ tao ngồi tao mới quê. Rồi tiếp tục thôi. Tối nay quay nhanh để chứ hớp bụng mệt. Thấy mấy em có em trai nào chọn cô gái không nhận hoa không vậy? Mày chọn hả? Có ai chấm cô gái không nhận hoa không? Gu Thái hả? Ừ. Không nhận hoa cũng sốc hả? Mày đi sốc không? Kỳ quá ha. Thật ra cũng hơi kỳ nhưng mà... Chị ráng kéo lại á, chị không kéo lại chị sợ ta bị la, ta bị cộng đồng mạng chửi. Thật ra là nếu mà đàn ông mà chơi về quê họ đi luôn á. Thật ra chỉ cỡ mình như người ta trẻ mà đi tới gặp cô kia tặng bó hoa thôi mà làm như vậy đúng không? Tặng cho nó xin phép là không nhận gì chứ. Ví dụ tặng xe đồ mà từ chối thì ok đúng, tại đó mắc nợ. Đúng. Ha sao mà. Hơi bị sốc. Chưa. Vậy, tao đứng tạo dáng này được. Lan cái gì khùng. Thế này nó biết. Hả? Đứng lại gần đây. Thôi xa rồi. Nó ở đằng kia kìa. Không ở đây, người ta tới nhiệm. Cứ đi. Bị khùng nó. Thằng nào lấy nhầm nhỏ này khổ lắm thiệt á. Tôi đâu thèm lấy ai. Lấy trai. Dạ. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Cũng xin được gửi lời cảm ơn đến tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát, Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống, và thép Vina KOA, thép xây dựng Nhật Bản đã đồng tài trợ cho chương trình. Quý vị thân mến, cứ mỗi lần đến Bạn Muốn Hẹn Hò là chúng tôi đều vui mà cũng đều lo nữa quý vị. Vui thì là chúng tôi được kết nối, đầu tiên là họ đã có duyên gặp nhau trên sân khấu này. Cái nỗi lo là không biết họ có bấm nút hẹn hò hay không, mà họ bấm nhau họ quen được bao lâu, họ có cưới hay không. Càng ngày chúng tôi càng lo hơn nữa quý vị. Hôm nay hy vọng rằng họ sẽ bấm nút rồi hẹn hò rồi họ sẽ cưới nhau sớm. Bởi vì trong hẹn hò rất nhiều cặp đôi đã cưới nhau rồi, họ sinh con đẻ cái rồi. Đó là những niềm hạnh phúc của những người thực hiện chương trình. Mong rằng hôm nay sẽ cái duyên cũng sẽ được như vậy luôn ha. Dạ. Chúng ta sẽ bắt đầu với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Xin được mời nhà gái. Đây chị đỡ lên cho.
hấp dẫn rồi nha. Thấy có bộ hấp dẫn à. Mời già trai giới thiệu về mình. Chào. Chào em. Em xin Ngọc Lan và tất cả quý vị. Thì em xin tự giới thiệu, em tên là Minh Hiếu. Em sinh năm 1957. Năm nay em đã 35 tuổi. Em sinh ra ở Hà Giang và hiện tại bây giờ em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Từ Hà Nội vào đây tham gia chương trình hả Hiếu hả? Dạ vâng. Thấy chưa? Thấy tinh thần của nhà trai chưa? Từ Hà Nội vô đây đó. Mời nhà gái. Mời em. Dạ em chào hai anh chị MC, chào bạn nam và tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lại Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi. Em hiện đang làm nhân viên kiểm thử phần mềm và em đang sinh sống ở nhà bè cùng với ba mẹ ạ. Rồi, bên đây bạn Thảo 32 tuổi, sống và làm việc tại nhà bè. Thảo làm gì nói lớn lên thôi Thảo. Dạ em làm kiểm thử phần mềm ạ. Cái gì phần mềm? Kiểm thử phần mềm. Kiểm thử phần mềm là hình ảnh rồi kia đó hả? Kiểm thử. Dạ đúng rồi, là kiểm thử là... tức là kiểm tra và thử. Rồi ok. Một người Hà Nội, một người ở nhà bè. Có bộ nó hơi xa ha. Nhưng sao tình yêu nó khi mà nó đủ lớn rồi thì không có gì là xa cả. Người ta còn nửa vòng trái đất, ta còn yêu nhau được, ta còn lấy nhau được mà hả Hiếu hả? Hiếu có điểm mạnh điểm yếu gì? Thực ra thì điểm mạnh của em thì em biết điểm yếu của mình ở đâu. Và điểm yếu của em thì em không biết điểm mạnh của mình là gì. Ôi trời đất ơi trời. Phức tạp quá. Nghĩ ra nó cũng phức tạp nhưng mà nó cũng đơn giản thôi mà. Vấn đề chúng ta nhìn thấy điểm yếu của mình là được. Còn điểm mạnh mình không cần thấy, để cho mọi người tự thấy cũng được, không sao cả. Em ở Hà Nội, em ở với ai? Đây hiện tại bây giờ em đang sinh sống một mình ở Hà Nội. Một mình hả? Dạ, ba mẹ ở đâu? Dạ hiện tại ba mẹ em đang ở quê. Ở quê là? Quê bố mẹ em bây giờ hiện tại đang sinh sống là ở Yên Bái. Yên Bái hả? Dạ vâng. Yên Bái là Sapa rồi đó ha. Mù Cang Chạc. Không, Yên Bái là Sapa chứ. Sapa là Lào Cai. Lào Cai. Yên Bái là Mù Cang Chải đúng không? Dạ, đúng rồi. Rồi từ Lào Cai lên Sapa là mấy chục cây nữa đúng không? Dạ, cũng xa xa đấy. Rồi. Ơi, một mình em vào Hà Nội lập nghiệp lâu chưa? Em đã học đại học ở Hà Nội. Sau đó là em có làm việc ở Hà Nội thì đến nay cũng đã được hơn 10 năm rồi. Em học đại học gì? Dạ, em học đại học công nghệ thông tin. Rồi em bây giờ em đang làm gì? Hiện tại thì em gắn bó với ngành F&B là nhiều. Lên khi mà đến tham gia chương trình thì em cũng có mời hai MC và bạn ở bên kia thưởng thức một chút đồ uống để cho ngọt giọng có thể là giúp em may mối được tốt hơn. Tức là em có một cái chuỗi bán hàng á hả? Em làm trong công ty liên quan đến các chuỗi đồ uống. Tuy nhiên thì hiện tại bây giờ em đang làm ở văn phòng. Ok, bây giờ để cho anh coi như anh mời bên kia uống trước đi ha. Dạ, dạ. Chúng ta cảm nhận rồi gặp nhau. Bên đây đầu tiên là sẽ có món quà gửi bên nhà gái nha. Dạ. Nhà gái thưởng thức rồi vừa nói chuyện rồi mình vừa cảm nhận về món quà của nhà trai luôn. Hân hạnh mời bà mối. Chào em gái. Dạ chào em. Đây bà mối thử đi. Cảm ơn ông Mai. Này của nhà trai làm đó nha. Đây là nước gì ta thấy có hai trái trái vải. Nè có cái ống hút nè. Mấy chút rồi uống luôn rồi. Mày không có hối lộ lấy lòng đâu mà mời thiệt tình đó nha. Nếu uống được mai mốt mua ủng hộ. Trà vải hả cưng? Nhà trai tôi là khéo tay lắm đó. Cái này mình làm luôn hả em trai? Dạ vâng. Tự Hiếu làm luôn đó. Để xem. Nói chung là hết ly rồi ạ. Ngon ha em ha? Dạ. Nó có cái độ chát chát của trà và có vị thơm của vải. Ngọt của vải. Giang, hương vị Hà Nội, Lào Cai. Đậm đà hương vị Việt. Được. Em cái này mình đi học hay là mình tự làm, tự sáng tạo? Có thể là em bén duyên với nghề là do nghề chọn cho mình. Em đã gắn bó với nghề cũng được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm hả? Em bắt đầu công việc thì cũng từ các nhân viên bình thường. Thì sau là trải qua các chuỗi đồ uống thì em cũng có biết một vài những cái cách pha chế đơn giản thì sau này có thể về pha chế cho người thân của mình. Chuỗi cái đồ uống như thế rồi có nhà hàng ăn uống ăn không? Dạ có, em cũng làm nhà hàng hơn. Tức là một chuỗi luôn ăn uống luôn hả? Trời giỏi quá ta. Chuỗi của em là bao nhiêu cửa hàng rồi cưng? Dạ không, em làm cho công ty quản lý chuỗi. Quản lý chuỗi hả? Rồi mình học được nhiều không? Nói chung là đi đâu thì cũng phải học, căn bản cũng phải học. Nhưng mà theo anh á thì bây giờ mình làm cho công ty rồi mình học ra rồi biết đâu mình sẽ làm một ông chủ một cái chuỗi cửa hàng là trà trái vải thì sao, đúng không? Rồi đó, bên đây thấy mạnh là vậy đó. Vậy thì bây giờ hãy nghe để thấy mạnh của nhà gái nè. Nói đi em. Dạ
điểm mạnh của mình là gì, ưu điểm của mình là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì em là một người khá là độc lập. Dạ. À, nói chung là những việc gì em muốn làm á là em sẽ cố gắng em làm cho bằng được. Mình sẽ cố gắng, ví dụ như mà làm cách này không được mình sẽ thử cách khác, mình không có bỏ cuộc dễ dàng. Mà nói chung là em cũng chịu cày, chứ là chịu khó để mà làm việc. Dạ. Rồi còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là em không biết nấu ăn, em không biết làm việc nhà. Chứ bình thường ai làm cho em? Yên tâm, bên đây làm em. Trời, bên đây người ta nấu ăn được, ta làm được đủ thứ mà. Bên đây giỏi đó, yên tâm đi, ăn uống khỏi lo. Bên đây lo. Thấy uống trà được không? Dạ. Trà đó anh mua đó. Yếu nhà trai làm đó. Nhà trai làm nha, chứ không phải tôi nha, làm nha, tôi mua thôi. À, rồi bây giờ mình nói tới tình trường đi. Hiếu 35 tuổi rồi. Dạ. Trải qua con đường tình duyên thế nào? À, em thì đã trải qua hai mối tình ạ. Hai mối. Dạ. Mối tình đầu tiên thì vào năm đại học năm thứ hai. Rồi. Thì em có quen qua một trò game online. Quen người yêu trên online luôn. Dạ vâng. Ngày xưa là có chơi trò audition. Rồi mối tình nó kéo dài không? À, được kéo dài được khoảng một năm. Không lâu lắm. Dạ vâng. Thì sau đó là bạn ấy có đi du học. Thì thực ra là cũng rồi. Mối tình thứ hai. À, mối tình thứ hai thì cách đó khoảng 13 năm. Thì là em cũng là một mối tình mà em được giới thiệu. Đó là em có thích nuôi chó, nuôi cún á. Thì cái cô bán cún có thấy em quan tâm chăm sóc con cún thì lại có giới thiệu em gái cho em. Thì em cũng có nhắn tin mà làm quen với bạn ấy thì cũng hẹn gặp nhau. Và hai người quen nhau bằng một cốc nước mía đấy ạ. Cái cô nuôi chó, cô giới thiệu em của cổ cho em. Cô bán chó. Cái cô bán chó. Tưởng nó quen cô bán chó hay về quen em của cô bán chó. Dạ, dạ, dạ. Vì em mê chó đúng không? À, tại vì em ở một mình buồn nên em cũng muốn có một con cún. À, kêu con cún nó dễ thương, sao tôi kêu con chó nó kỳ quá. Nghe nó nặng đề quá không ai? Nặng đề quá, nhưng mà trong miền Nam này gọi con chó. À, nói chung là nhờ tình yêu động vật đó thành ra em quen được cái mối tình thứ hai. Rồi kéo dài bao nhiêu năm? Dạ, cũng được một năm ạ. Số một năm không vậy? Rồi cuối cùng không có chơi con quen con chó nó bỏ luôn hả? Không có mua chó, không có mua, không có đến cửa hàng cô chị của người đó là bỏ nhau hay sao? À, tại vì khi mà chó thì em đón về đó, em chỉ hay nhắn tin hỏi cách chăm sóc làm sao và đồ ăn thực phẩm như nào, cách pha sữa làm sao để cho chó nó tốt. Thì em hỏi nhiều nhiều. Vậy là em có thêm cái nghề là pha sữa cho chó nữa. Thực ra thì chăm sóc động vật hay là chăm sóc các cháu nhỏ thì em cũng có biết sơ sơ. Tại vì anh chị của em là cũng có một già là các cháu hùng hậu nên em cũng đã được chăm sóc nhỏ nhỏ bé. Em có vẻ kỹ lưỡng nha. Cái việc đó không phải tìm hiểu ha, chứ gặp anh mà con chó nó cho cái gì nó ăn cái đó. Anh cứ cho nó uống đại vậy thôi. Hai cái mối tình này rất là lạ, mối tình đầu tiên có 1 năm, xong 13 năm ngưng nghỉ không yêu. Đến năm thứ 13, 14 mới đầu yêu. Yêu năm rồi bỏ. Tới giờ là bao nhiêu năm rồi? Bao lâu rồi? À, cũng được 2 năm rồi. Rồi trong khoảng thời gian gọi là ở không đó, em không có để ý gì tới tình yêu hay sao? Em để ý đến công việc. À, tập trung vào công việc ha. Rồi, người này là người lo sự nghiệp mới quan trọng. Bây giờ có sự nghiệp chưa? Em nghĩ thì sự nghiệp thì ai cũng có, tuy nhiên thì em cũng muốn sự nghiệp nó phát triển hơn nữa. Giờ đủ sự nghiệp để đủ lo cho vợ cho con chưa? Em cũng biết, không biết là cái khái niệm đủ nó như thế nào, nhưng hiện tại thì em nghĩ là có thể chăm sóc được. Đủ là do mình quan điểm thôi. Đủ là đủ. Đúng rồi. Đủ em chưa? Có tự tin không? Em nghĩ là đủ. Đó, à, okay. Tự tin như thế. Đủ là giờ mình có bữa hai ba bữa ăn vậy rồi lo con đi học là được rồi, đúng không? Đó. Lý lịch sơ sơ của nhà trai vậy đó, nhà gái thấy làm sao? À, bây giờ trước khi nhà gái đưa ra ý kiến thì nhà gái phải nghe cái câu chuyện tình trường bên đây cái đã. Tình trường mình sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình thôi ạ, từ thời đại học. Quen nhau bằng quen nhau gần 8 năm. Rồi sau đó thì bạn đi du học. Rồi cái hai đứa cũng có nhiều cái nó bất hợp, không có hợp với nhau nữa. Sao mà cách lòng không? Dạ thì cũng có. Thì sau đó thì tụi em quyết định là chia tay. Cũng khoảng đó hơn 2 năm rồi. Tới đây thì em vẫn một mình. Trời ơi, yêu nhau 8 năm rồi người ta đi du học rồi cái chia tay luôn. Tội nghiệp quá à. Nguyên cả một cái thanh xuân luôn á. Tình yêu khó nói lắm. Ồ. Đôi khi gọi là mình cứ theo nó thì nó chạy đi ra hoài nó mất luôn á. Ha. Rồi bây giờ thì chúng ta đã nghe rõ về cái đường tình duyên của nhau rồi. Mỗi đêm mỗi bên đều có trắc trở của nó hết. Bây giờ sắp tới mình sẽ đến một mối tình, coi như mối tình mới nhất đi. Mình phải chăm sóc nó, phải hiểu nó nhau nhiều hơn. Chính vì thế nên ta phải đưa ra cái tiêu chí cho nó cẩn thận. Ông Mai ơi, Mai hỏi tiêu chí của bên nhà gái trước đi. Rồi. Ừ. Nãy giờ nhà gái không nói tiêu nhiều, nó sao? Út quá à. Tiêu chí của mình sao cưng? Mình mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Dạ, em tiêu chí cũng đơn giản thôi à. Chỉ cần bạn trung thủy. Nó lớn lớn chút đi em gái.
Dạ, bạn ấy chung thủy, rất quan tâm em. Với lại bạn ấy nấu ăn ngon. Nấu ăn ngon, chung thủy, biết quan tâm, giỏi gì nữa. Nấu ăn là được rồi đó. Đây ta quan tâm yêu động vật, tức là ta còn là có tình yêu bao la lắm, yên tâm. Nấu ăn ngon thì không biết hay không, nấu ăn được. Tính tình vui vẻ, thoải mái. Đừng có gia trưởng. Không gia trưởng, cái điều gì em không thích ngoài gia trưởng? Ghen. Ghen. Rồi, hết chưa? Hiện giờ em thích cao khoảng bao nhiêu? Cao hơn em là được. Trắng hay đen? Dạ, vừa người. Thích mập hay ốm? Dạ, thích ốm. Rồi, để chị qua chị coi bên đây mập hay ốm nha. Thích ốm hả? Chào em, trời ơi, trời. Đúng luôn á. Đúng gu em luôn. Ở đây người ta có chuỗi bán nước, ta uống nước không, ta không ăn. Uống nước trái cây không mà nên theo thì. Sao mà em nghe tiêu chí bên kia em thấy bản thân của mình nó phù hợp được bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ rằng là không ghen nè, thích ốm nè, da này vừa vừa, không trắng không đen nè. Ủa rượu bia rồi em có thích không cưng? Rượu bia biết cũng được nhưng mà đừng có nhậu xong say xỉn như vậy bắt em dọn. Rồi hút thuốc làm sao? Dạ em không thích. Đó, có hút thuốc không? Dạ không. Em rất là tự tin vì gia đình em kể cả dâu rể không có ai hút thuốc. Trời ơi, giỏi quá, tốt quá. Người đàn ông này có vẻ rất là nghiêm chỉnh trong tất cả mọi thứ luôn nha. Có gia trưởng không? Vì em không phải là trưởng nên em không gia trưởng, nhưng em sẽ cố gắng để thành một trưởng gia. Trời ơi, biết nói chuyện với thợ luôn á. Trời ơi, sale mà. Dễ thương ghê. CEO rồi. Của một chuỗi cái thức uống và cửa hàng thức uống là cũng gọi là bản lĩnh lắm á. Chuỗi cửa hàng của em có bánh ngọt rồi la sét không? Hiện tại bây giờ nơi làm việc của em thì hiện tại bây giờ có đồ uống nguyên chất liên quan đến đồ uống heo thịt. Rồi, chị Lan sẽ đưa bánh ngọt vô, bánh lặng. Lặng. Rồi bây giờ mình nói về tiêu chí của mình đi. Đúng rồi, muốn lấy vợ thì sao nè? Em thì thực ra cũng không biết là cái tiêu chí của mình nó cụ thể là nhà. Tuy nhiên thì gia đình em thì một gia đình rất là tình cảm, nên em muốn có một người con gái sống tình cảm, sống biết điều với lại gia đình và các mối quan hệ. Thì nói chung là mọi thứ khác thì em cũng không đặt quá cao, chủ yếu là phù hợp với nhau là được. Rồi, tình cảm là được đúng không? Yêu thương chăm sóc gia đình là được. Được không em gái? Dạ được. Được ha? Dạ. Con người này cũng tình cảm đây. Đôi mắt cũng ướt ướt ha. Rồi nụ cười rất là tươi, cũng rất là tình cảm luôn. Mình định chừng nào lấy chồng? Dạ ba mẹ em cũng mong lắm rồi. Mong lắm rồi. Thí dụ giờ phải đi làm dâu ở ngoài Hà Nội thì được không? Ở Lào Cai thì được không? Thí dụ nha, chứ chưa biết. Thí dụ giờ lấy chồng mình yêu, rồi mình thương chồng mình đi về làm dâu ở Lào Cai được không? Em nghĩ nếu mà là duyên số với nhau thì có thể được. Có thể. Thí dụ giờ anh ấy, mình với anh ấy thương nhau, anh ấy thôi giờ bắt phải về Hà Nội luôn. Bởi vì anh ấy có cả một cái chuỗi, quản lý cả chuỗi cái hàng không với dâu được, mình có thể đi Hà Nội được không? Nhưng mà cũng phải cho em về nhà thăm ba mẹ em nữa chứ, không lẽ bắt em ở cho chứ. Cho chứ, ai bắt mới không cho, lâu lâu thì bay về thôi. Nhà em là ở đâu? Dạ em ở nhà bè. Ở nhà bè luôn hả? Giờ ở với ai? Em ở với ba mẹ. Với ai nữa? Dạ hiện giờ có ba mẹ thôi, thì anh hai em đã lập gia đình và ra ở riêng rồi ạ. Bây giờ là ở ba mẹ. Ba mẹ lớn tuổi chưa? Dạ cũng tầm trung hả? Dạ. Vậy chắc ba mẹ còn trẻ đúng không? Dạ. Vậy không lo đâu. Thật ra là bây giờ bên đây mới khó nè, bên đây chỉ ở với cha mẹ thôi, thành ra lấy chồng mà ở xa thì cũng rất là khó đó. Không biết ý kiến nhà trai sao thì chưa biết, hỏi thử coi sao. Thí dụ giờ cô gái nói em không đi Hà Nội được, em phải ở đây chăm sóc ba mẹ thì có được không Hiếu? Em nghĩ rằng mỗi người có một quan điểm riêng, thì bản thân em thì cả gia đình và sự nghiệp của em ở Hà Nội. Em nghĩ rằng nếu mà có sự lựa chọn thì em nghĩ rằng em lựa chọn gần vừa gần ba mẹ và phát triển sự nghiệp của mình. Đó. Lỡ giờ người ta cũng muốn ở gần ba mẹ người ta làm sao? Nói chung thì vì khoảng cách khá xa nên em nghĩ rằng chỉ có một trong hai sự lựa chọn thôi. Còn nếu mà có sự lựa chọn thứ ba thì chúng ta sẽ đi lại thường xuyên. Vì bây giờ máy bay cũng rất là tiện rồi. Nói chung quan điểm hai bên là rõ rồi đó. Bên đây cũng có thể làm đi Hà Nội được, nhưng mà vẫn còn ba mẹ ở đây. Còn bên kia thì dứt khoát là mình ở Hà Nội luôn. Tới rốt cuộc cái sự lựa chọn thứ ba là ở Đà Nẵng để đi. Về Hà Nội cũng gần, về Sài Gòn cũng gần. Vậy đi. Nói chung cái gì cũng có cách giải quyết hết. Quan trọng là chúng ta có chịu cùng nhau giải quyết hay không. Không, quan trọng là chúng ta có yêu nhau hay không. Thì yêu nhau rồi mới chịu cùng nhau giải quyết. Đủ tình yêu đủ lớn để giải quyết điều đó hay không. Chứ bây giờ không yêu nhau thì sát bên nhau cũng thèm về thì đúng nữa. Rồi. Mà đã yêu nhau thì dù bốn biển năm châu ở đâu cũng được. Đúng. Quan trọng ở đâu làm ra tiền. Có tiền là mình có thể về thăm ba mẹ. Tuần về một lần cũng được. Đúng rồi. Còn nếu mình giàu quá thì mình mua máy bay lúc thích lúc nào bay về cũng được. Trực thăng luôn. Đúng rồi. Bây giờ mình hỏi người thân đi. Okay. Thấy bên nhà gái là có vẻ rất là muốn đóng góp ý kiến nè. Mình hỏi người thân nhà gái trước em ha. Dạ. Rồi.
Nhà bè nước chảy chia hai. Đầu tiên thì em chào hai anh chị MC và em chào bên nhà trai ạ. Dạ, tại vì tính bạn em thì nó hơi nhút nhát xíu, cho nên là em sẽ bổ sung tí xíu ưu và khuyết của bạn em. Tại vì em và Thảo đã chơi với nhau là hơn 20 năm rồi. Dạ, cho nên là em biết rất là rõ bạn em. Bạn em khuyết điểm mặt em thì khá là nhút nhát. Bạn không có giỏi ăn nói. Nhưng mà ưu điểm của bạn là như bạn đã nói rồi á, bạn nhất quyết làm gì thì sẽ làm đến cùng. Và ưu điểm của bạn là bạn rất là thật thà, chân thật. Và thật sự là tính tình của bạn rất là tốt. Rất tốt luôn. Rất là hiếm tìm được người con gái nào mà tốt như bạn. Chơi với bạn rất là chân thành, rất là có hiếu với ba mẹ. Và cũng rất là biết đối nhân xử thế trong xã hội. Về sự lựa chọn của bạn thì em dù bạn chọn hay không chọn gì em cũng tôn trọng và ủng hộ bạn hết mình. Nhưng mà về nếu như hỏi em thì em thấy là bạn trai bên đây khi mà ngay khi bước ra là em đã thấy rất là hợp couple với lại bạn em. Đầu tiên về cách ăn mặc. Đúng rồi, chị đang tính nói. Thứ hai nữa là vì ngoại hình. Thứ ba nữa là về công việc. Thứ tư nữa là về cái quan điểm sống rất là bù đắp cho nhau. Bạn trai thì biết nấu ăn. Nhưng mà bạn em thì không biết. Nhưng mà ngược lại bạn em cũng biết kiếm tiền. Đó, thì em thấy cái vấn đề mà không biết làm việc nhà đó cũng không có gì khó khăn hết. Quan trọng là hai bạn, em thấy một vấn đề là khó khăn nhất ở đây là hai bạn ở xa quá, cho nên là không biết là có thể sắp xếp được với nhau hay không. Nhưng mà bạn em thì khi mà đã nhất quyết làm thì sẽ làm đến cùng, cho nên nhà trai cũng đừng quá lo lắng. Khi mà đã có tình cảm với nhau rồi thì hai bên sẽ tự biết sắp xếp với nhau thôi. Dạ, em đó chính là quan điểm của em. Rồi, cảm ơn nhà gái, rất là hay đó. Rất rõ ràng. Đúng rồi. Rồi, nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, em đến đây cùng với lại ba mẹ và người thân. Ồ, có bố mẹ luôn hả? Từ Lào Cai vào luôn hả? Dạ, từ Yên Bái vào hả? À, xin chào nhà trai ạ. Mình cầm video dùm Quỳnh Linh đi cô chú. Yên Bái. Xin chào hai MC. Dạ. Xin chào các quý vị khán giả ở trong trường quay. Xin chào nhà gái. Và chào cháu gái xinh đẹp. Tôi là Mai Thị Huyền. Năm nay tôi 66 tuổi. Đây là bố của cháu Hiếu. Và bên cạnh nữa là anh trai cháu Hiếu. Và chúng tôi thì từ Yên Bái xuống Hà Nội tối hôm qua. Sáng qua chúng tôi đi thì tối hôm qua mới đến Hà Nội. Thế nên bà thế thì con cứ đi xem kết quả nào mẹ đi sau. Không được, bố mẹ phải đi với con, mới có động lực chứ. Thế là chúng tôi đi. Thế thì hôm nay đến cái trường quay này thì tôi rất là phấn khởi, gia đình tôi mừng lắm. Bởi vì là cháu đã 35 tuổi mà không chịu lấy vợ. Rất nhiều lần tôi giục bà con lấy vợ đi cho mẹ yên tâm cái tuổi già. Thế nó bảo con chẳng lẽ ai được ở thế thôi. Đấy, nghe thấy có buồn không? Nhưng mà đến cái trường quay này thì thú thực là tôi thấy ông mối với bà Mai này rất là tuyệt vời. Qua cái dẫn dắt chương trình rồi các gợi ý cho các cháu thì tôi thấy là tuyệt vời. Tôi hy vọng rằng là hai con sẽ có những cái điểm chung để mà gặp nhau. Đấy, nói như là MC cũng như là nhà gái nói, con trai tôi rất thích màu đen. Khi mà cháu gái xuất hiện tôi bảo lại cũng màu đen. Đấy, đó là một cái trùng lập nhau. Thế còn lại cái địa lý ấy, thì đúng là về phần địa lý hơi xa, nhưng mà yêu nhau thì tam tứ núi cũng trèo. Bây giờ thì đơn giản, nhưng mà 2 tiếng đồng hồ là đến với nhau đứng hay đúng không ạ? Miễn là hai con tim hòa hợp lại với nhau và cùng bấm nút rồi hẹn hò rồi tâm sự nọ kia thì là được đến cái kết quả cuối cùng là tốt nhất là chúng tôi mong muốn. Thế còn cái mong muốn của cháu gái ấy, là về cái người bạn đời mà mình muốn chọn ấy, không mình cháu mà hàng ngàn người phụ nữ đều muốn chọn những tiêu chuẩn như vậy, đúng không? À, bác già rồi nhưng ngày xưa bác cũng chọn bác này như thế đấy. Hay quá. Bởi vì bác nấu ăn thì bác cũng biết nấu, nhưng bác này nấu ngon hơn. À, bây giờ con trai bác cũng vậy, cũng nấu ngon hơn. Cho nên là con yên tâm, nếu như mà hai con có cái trái tim cùng hòa cùng một nhịp đập thì con hoàn toàn yên tâm về vấn đề đó. Thế còn nói về các con có ở chung với bố mẹ hay không là do các con quyết định. Bác đã cho Hiếu ở một mình hơn chục năm nay rồi mà. Kể từ ngày đi học cho đến bây giờ lập nghiệp thì cũng cỡ ở Hà Nội một mình. Còn bố mẹ thì ở quê thôi. Cho nên con cũng thế thôi. Báo Hiếu bố mẹ là rất quý. Con còn lo cho bố cho mẹ như thế điều đấy là rất quý. Hiếu cũng lo cho bố mẹ lắm chứ. Bố mẹ đi đường xa cho bố mẹ mệt lắm chứ. Nhưng mà cái Hiếu đó không phải là ta gần là có Hiếu, đúng không con? Miễn là mình làm ra kinh tế, mình tự chủ, tự lo cho mình, các con hạnh phúc, kinh tế phát triển, đó là bố mẹ rất là mừng. Và cái đó là các con là báo hiếu bố mẹ rồi. Chứ không phải sớm tối gặp bố gặp mẹ là báo hiếu, đúng không con? Thì cái đấy là hai con nếu như hòa hợp được với nhau mà
xây dựng được với nhau thì cái đó các con bàn bạc tiếp. Rồi về phần cha mẹ là cũng chỉ tham gia như vậy thôi. Và cái điểm cuối cùng là mong rằng là khi bấm nút là các con cùng hỏi chung một nhịp đập. Bấm nút điều đấy là gia đình mình nhất. Thế anh nói với con cô nói hay quá. À vâng, thế thì cũng không biết nói gì hơn là cũng mong rằng con trai tôi sẽ sớm có một người vợ như ý muốn của cháu, để yên bề gia thất thì lập nghiệp nó càng vững vàng hơn. Và cũng thay mặt cho gia đình thì xin kính chúc hai MC cũng như tất cả các quý vị trên khán đài và gia đình nhà gái và con gái nữa luôn luôn có một sức khỏe mạnh mẽ, bình an và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Cảm ơn trai. Ở Yên Bái đâu phải ở Lào Cai đâu. Thì người ta nói là ở Yên Bái, tự nhiên nãy giờ nói Lào Cai không hà. À, nghe lộn, Yên Bái là mù gan chải đó. Đúng rồi. Tự mình lộn luôn á. Lộn. Người ta nói lại mấy lần luôn vẫn không chịu. Nghe lộn, già cả, già cả rồi. Thôi, bây giờ là hai bên gia đình đã nói như vậy rồi thì còn chần chờ gì nữa. Vậy thôi thì mở rào. Hai bạn này xuất hiện một cái là trang phục rất là hợp nhau. Bắt đầu đi em trai. Không gian này là của hai bạn đó, cứ thoải mái đi. Dạ, đứng dậy đi. Em chương trình chạy có một chút mưa. Ba nhờ anh tặng em. Dạ em cảm ơn ạ, em cũng gửi tặng anh ạ. Cảm ơn em. Những món quà này có ý nghĩa gì hay không? Các bạn có sắp xếp trước hay không? Hay là chỉ là vô tình các bạn mua có món quà đó để tặng thôi? Dạ, tính em thì có một chút trẻ con một xíu. Đó là em rất là thích những cái gì đó, nó cute, dễ thương. Nên khi mà em nhìn thấy cái món quà này là em chấm nó ngay lập tức và em chỉ chọn nó thôi. Chứ còn ngoài ra trong shop rất là nhiều món khác thì em không thích. Hy vọng là bạn nào cũng sẽ thích rồi. Còn quà của bạn Nam. Mở quà có đây. Mở đi, mở ra đi. Dạ mở luôn ạ. Dạ. Mở ra cho thầy Bình Tủng xem đi. Đúng rồi, đang tính nói luôn, thầy Bình Tủng tới rồi, mở đi. Wow. Mở ra cho khán giả xem. Mọi người thấy rõ không ạ? Rất là hợp luôn á, món quà đó hợp với trang phục của em gái. Rất là đẹp luôn. Em cảm ơn ạ. Nhà đây chị hỗ trợ cắt cho. Rồi, hai bạn nói về cảm nhận. Khi mà nhìn thấy nhau đi. Anh nói trước đi ạ. Đừng, anh không biết nói gì. Không nói, chị Lan nói ạ. Hai bạn mở rào ra, hai bạn thấy về nhau như thế nào? À, có đúng như là những gì mà hai bạn đang tưởng tượng về nhau ngay lúc đầu hay không? Dạ, thật ra thì khi đi với chương trình thì em rất là vui. Và em cũng ra rất là nhiều cái mường tượng về bạn nữ. Thì là bạn nữ thì thấy bạn rất là xinh xắn, dễ thương. Thì ra thì